trên một chiếc xe thân yêu. Con chào cô Nguyễn Duyên. Lâm Hoàng Khoa, Hồng Ni Mãi Đỉnh Nạ, đúng rồi, quá chính xác luôn. Em ơi thiếu à, mới có hai người à. Hello Trang Bùi, chúc em bán được nhiều hàng nhé. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Hello Hồng Lân. Dạ cảm ơn chị, em chào chị Hiền Lê. Dạ mình mua mỹ phẩm thì có thể mua cho hai shop nha cô chú anh chị nha, shop Bùn Bùn và shop mỹ phẩm Hồng Loan nha. Có thể nhắn tin trực tiếp vào cái trang fanpage của mỹ phẩm Hồng Loan và shop Bùn Bùn nha cô chú anh chị khi mua mỹ phẩm nha. Các em sẽ tư vấn cho mình hết mình. Hiện tại là các mặt hàng của con đã về đủ hết rồi cô chú anh chị ơi, và sau này sẽ ra thêm nhiều nữa. Dạ đúng rồi chị ơi, chị ghé em buổi chiều ơi, chị ghé đi rồi có gì mình qua bên anh sang sao cũng được. Giá mình phẩm của nhà này. Quên, em gọi cho Hồng đi nó làm cái menu là cho mình đi để up lên liền. Sao chị? Cái menu á, hôm qua Hồng á, nó chưa có ghi cái giá ấy á. Nó ghi chưa đúng á, cho nên chị kêu làm lại đó. Dạ, chị sẽ like giùm con nha cô chú anh chị. Menu lên không? Kêu nó làm lại rồi mới up lên, cái đó không phải. Dạ, chào Kim Nguyễn, dưỡng giọng nha chị. Ok, em Trang Bùi. Chào, em chào chị Loan Phạm Thị Ngọc Nhiên. Bấm theo dõi, chia sẻ like dùm con của chú anh chị ơi. Chia sẻ mạnh tay dùm con đi. Hôm nay con lên mỹ phẩm với lại tặng quà với free ship cho mình nha. Vô đông đông đi rồi con sẽ tư vấn các sản phẩm của con đến cô chú anh chị ha. Rồi chia sẻ vô các hội nhóm dùm con nghe cô chú anh chị. Chia sẻ mạnh tay dùm con đi. Tranh thủ like kiếm cơm nè mọi người ơi. Mấy món mỹ phẩm cô đã. Dạ có rồi cô Nguyễn Duyên ơi, cô ghé nhà lấy giùm con nha cô. Đem về nhà bữa giờ rồi đó. Về con thấy quá trời nằm nhà, không biết của ai nữa, không nhớ luôn chàng. Sen Linh. Rồi idol ơi, cảm ơn em nha Trang Bùi. Dạ cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Mua kem phải chuyển khoản trước. Dạ chị Trang Thơ. Ngủ đi mẹ đai mà. Có tặng chị Hồng Loan không ạ? Không em tặng sao được. Tặng mớm nó tốn cơm lắm nghe. Với lại nó ăn giặt nhiều lắm, tốn tiền. Rồi chia sẻ like giùm con đi cô chú anh chị. Chia sẻ vô các hội nhóm giùm con nghe. Chia sẻ mạnh tay giùm con đi. Bấm theo dõi fanpage shop Bùn Bùn giùm con đi cô chú anh chị ơi. Rồi hiện tại là shop Bùn Bùn con có kem nám nè, kem dưỡng nè, rồi kem dưỡng ẩm nè, rồi kem trắng da hỗ trợ giảm mụn cho mình nha, với lại dung dịch vệ sinh phụ nữ nè, kem chống nắng, serum căng bóng nè, mặt nạ dưỡng da với xịt khử thăm vùng nách bẹn nha, với bà phủ bạc. Cô chú anh chị chia sẻ cho con xin một lúc, chia sẻ like đi rồi lên cho chút xíu nó đi, rồi con giới thiệu cái sản phẩm bên con nha. Không sao nuôi nổi hả chị ơi, mình em mà tới 6 miệng ăn rồi chị ơi, con em nữa. Sao nuôi nổi bé ơi, nhịn cái gì được chứ nhịn ăn không được bé ơi, khổ lắm nha. Dạ serum là trắng da nha, với lại giảm nếp thâm nè, căng bóng da, rồi giảm mấy cái nếp nhăn cho mình luôn. Rất là xuất sắc nha mọi người. Về Vĩnh Long giao lưu với khán giả của Ba Linh Nhã Đan. Dạ nếu có thể và là có duyên với lại được yêu thương thì con sẽ đi khắp tỉnh miền Tây nha cô chú anh chị nghe. Em ơi chị rồi nhưng chưa thấy chuyển hàng. Rồi gửi tin nhắn cho chị Bích Châu nè em ơi, coi lại cái đơn hàng của chị nha em.
hỏi mấy bé lên chưa vậy? Ồ dạ, rồi chị. Khó lắm tay đi trời. Em nói rồi em không có nghe con chị, em không nghe nhẹ. Cô gửi đi Đài Loan không? Nhắn dạ có gửi đi đi nước ngoài nha cô chú anh chị, mỹ phẩm là gửi đi nước ngoài được hết nha. Và khắp tỉnh miền Tây với lại khắp Việt Nam được luôn nha, ship toàn quốc. Sáng em la chị coi lại chị thấy em khóc. Dạ cảm ơn chị Hiền Lê. Chị không nổi chị ơi. Tới ngày là nhớ, chị không nổi. Cảm ơn vòng ái viên lên mộ cậu Hả Loan. Dạ đúng rồi, lên thăm ba. Với lại bữa nay ngày đúng ngày ba bất nè, 14 tháng 2. Con cháu lên chỉnh thăm ba nè. Cúng mâm cơm nhỏ rồi, bây giờ đi lên thăm ba thôi. Đi mấy ngày nay rồi. Tăng bấy nhiêu ký. Dừng lại mặc đồ cho đẹp. Dạ, sẽ cố gắng giảm lại xíu nha. Chắc tới thời nó lên ký rồi. Nó bữa thì nó tụt không phanh, còn giờ thì nó tự tăng luôn, nó tự giãn luôn. Hồi đó đi mấy mẹ giới thiệu sản phẩm nè. Đây bây giờ con giới thiệu đến cô chú cái này là sữa rửa mặt nha. Sữa rửa mặt Riêng Kim Organic tía tô và rau má nha cô chú anh chị. Rất là nhiều thành phần ở trong này. Có đây nè, nó có cái Birila Extra gì nè. Trời ơi tiếng Anh không biết đọc cho mọi người. Nè nó có cái công dụng là làm sạch da mặt, giúp ngừa mụn, giảm nhờn và xe khít lỗ chân lông, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, giúp da trắng sáng mịn màng hơn nha cô chú anh chị. Hôm bữa cái loại kia nó là cái hoa cúc, còn cái này nó tân tiến hơn nha, mà nó tốt hơn nữa cô chú anh chị ơi. Nè tía tô và rau má nha, nó làm cho mình giảm thâm, giảm mụn nè, nó hỗ trợ giảm mụn cho mình luôn, mà giúp giảm nhờn nha cô chú anh chị. Nó giảm nhờn cho mình nha. Một tiết như vậy là 100g, một chai như vậy là 100g nha. Cái chai nó giống tựa như chai hoa cúc, nhưng mà nó là tía tô với rau má ở trong nha cô chú anh chị nghe. Rất là nhiều thành phần ở trong này nữa. Nó làm cho mình sạch da nè, sáng da nè, giảm nhờn nè, giảm thâm mụn luôn nha, xe khít lỗ chân lông của mình. Chỉ cần cái da của mình mà những cái lỗ chân lông nó nhỏ lại là cái da mình rất đẹp nha cô chú anh chị nghe. Rồi một tiếp này là 100g, giá là 180, nhưng mà giảm chi ân cho cô chú anh chị. Con mới vừa ra mắt sản phẩm này là còn 150 nha. Đó, 180 giảm còn 150 nha cô chú anh chị ơi. Sữa rửa mặt rau má tía tô và rau má nha. Cái mùi rất là thơm luôn nè, dễ chịu lắm. Có chút xíu mùi hoa cúc trong này nha. Nó thành phần nó là tía tô và rau má nha mọi người. Rau má thì nó già làm cho mình giảm mụn rất là hay nghe, mà giảm nhờn nữa. Cái này nó không có, mình xài lên nó không có bọt nghe cô chú anh chị, nó không có bọt nghe, mà nó không có làm cho mình cay mắt nữa, với lại không có làm cho mình bị khô da, mà nó ẩm cái da của mình, nó sáng da mình ra nha, nó sạch mụn nữa. Một chai chống nắng nha em. Dạ ok chị, cảm ơn chị Văn Dương nè, gửi tin nhắn chị Văn Dương luôn em ơi. Cho chị một tiếp sữa rửa mặt rau má tía tô. Ok chị Nguyễn Lương, rồi gửi tin nhắn chị Nguyễn Lương luôn nha. Một tiếp này là 180 nha, một tiếp là 180, giá là 180. Chi ân cho cô chú anh chị, con mới vừa ra mắt sản phẩm này là con giảm còn 150 nha, giảm còn 150 cho mình tiếp này nha, là 100ml 100g. Cái tiếp này xài lâu lắm mọi người ơi, chắc gần cả tháng á. Một ngày mình rửa này mình nên rửa mặt 2 lần nha, chết rồi quên đem theo cái chai tẩy tới bào chết rồi. Một tiếp này mình xài 2 lần nha, mình xài cũng cả tháng đó, mình rửa mặt phải thường xuyên để cho sạch mụn nha, da mình nó đẹp hơn nha cô chú anh chị nha. Chị Bông tiếp tô hỏi giá của chai sữa rửa mặt là nhiêu à? Sữa chai cái tiếp sữa rửa mặt này là 180, giảm cho mình là 150 nha, tại vì con mới vừa mà khai trương mở ra cái